Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thành. Hiện tại mình đang có mặt tại ngoài cửa biển Kiên Giang các bạn, để mà quay tiếp tục cái tình hình mà sóng gió ngoài biển cho người xem đây ha. Thì bây giờ là tầm khoảng là 6 giờ 15 phút sáng các bạn, thì mình mất tầm khoảng là 3 tiếng đồng hồ để mà chạy từ ở bên Độc Tháp đi qua đây để mà cập nhật tình hình cho người xem. Thì trên màn hình mọi người đây là một chiếc xà lan ha. Chiếc này thì nói chung là cũng nhỏ thôi bạn, tầm khoảng là 400-500 tấn gì đó. Thì đang chuẩn bị đi ra ngoài biển đây. Đó, mình thấy thì anh đang chạy với cái tốc độ rất là chậm. Anh tài công giờ cái anh này thì nãy giờ là đứng dòm dòm ngó ngó nè. Chắc mình nghĩ là coi là sóng mạnh không ha. Thì mình thấy ngoài này sóng đang cũng rất là lớn các bạn. Hiện tại thì gió cũng đang rất là thổi mạnh, với thêm một cái nữa là mấy con sóng thì nói chung là cũng bự ha. Cái chiếc này thì chở khẩm quá các bạn. Chiếc này chắc mình nghĩ là tải gạch hay là tải đá xi măng gì đó đi ra ngoài Phú Quốc ha. Nhưng mà chiếc này chở cực kỳ khẩm luôn, chở lên tới cái con lươn nước trên luôn các bạn. Thì cái mẫu này là mấy mẫu đi Phú Quốc á, thì sẽ có là cái quầy ve trắng sóng đi liền từ trước mũi ra tới sau ha. Đó, bây giờ là những cái cơn sóng đầu tiên anh sẽ phải nhận đây. Đây, với cái thời tiết mà như thế này thì nói chung là đi ra Phú Quốc là chua dữ trời lắm các bạn. Thì bây giờ thì ở đây thì đã mưa lâm râm rồi, gió bắt đầu thổi lai gai rồi, nhưng mà mình không biết là chút xíu nữa là như thế nào ha. Thì mình sẽ quay để cho mọi người xem, để anh em nào mà có đi cái tuyến đường này thì nên coi lại. Với thêm một cái nữa là mình nếu mà cảm thấy sóng gió quá không an toàn thì mình núp các bạn. Đó, sóng quýnh lên rồi kìa. Đây, ở ngoài sau đuôi thì có một anh vỏ tàu, chiếc này thì ghe nổi các bạn, cũng đi theo đây, nó đuôi đi sau đít đây các bạn. Đó, tàu rồi. Mấy chiếc này chắc mình nghĩ là chở cá phân ha, rồi đi lại cảng lấy cá hay sao đó. Giờ này đi ra biển nè, sáng sớm luôn các bạn ơi, quá rung lắc kìa, nó nghiêng nó lắc kìa. Đó đó, trời ơi, chạy muốn dãnh dò luôn. Thì ghe nổi thì nó cũng sẽ đỡ được một phần nha các bạn, còn ghe cặp thì nói chung rất là nguy hiểm. Ghe này sơn giống như là cái màu của cây cột đèn giao thông, người ta ba màu luôn, là xanh vàng đỏ các bạn. Để coi là anh xà lan đi tới đâu rồi. Đây đây, xà lan đã bò ra tới ngoài này nè. Hiện tại bây giờ thì anh chạy với cái tốc độ rất là chậm ha, không có chạy nhanh các bạn. Nhưng mà đi ra ngoài kia thì càng xa nó càng căng thẳng và hồi hộp hơn nữa. Thì mình sẽ quay theo dõi ảnh cho mọi người xem ha. Đây các bạn ơi, cái chiếc vỏ tàu ở ngoài sau nè, anh chạy sóng sao đâu mà nó đánh mạnh dữ trời ta. Cái mé bầu đây sóng dữ các bạn. Cái xà lan thì đi cô ha, có anh vỏ tàu nè, anh chạy nè. Trời ơi, đó, quá nguy hiểm các bạn ơi. Chưa ăn sáng nữa thì đi ở thời tiết này mình phải chắc khỏi ăn sáng các bạn ơi, ăn nhiều chắc ói ra hết, quá khủng khiếp cái lượng sóng đánh kìa. Đây, đây là phải nói là những cái cơn gió mà phải nói là chuyên nghiệp và những con sóng có đào tạo không nha các bạn. Quýnh lượng nào là thốn lượng đó các bạn ơi. Mà anh ghe này phải nói là hôm nay là ảnh sao ta, chứ chiếc xà lan là mình thấy đi im gu à, nhưng mà sao mà ảnh đi ra bị vỗ mấy lượng nặng dữ rồi trời. Nó cũng là đi, nhưng mà ảnh đi khác hướng nha các bạn. Anh xà lan đi hướng bên trái, còn giờ ảnh đi bên phải. Hồi nãy anh chạy sóng ngang mới đẩy mấy lượng khủng khiếp quá kìa, tới nữa rồi kìa. Đó đó các bạn coi này, đó, trời ơi, thôi thua rồi Diễm ơi, gặp sóng này nói chung là thua rồi các bạn ơi, quá cực khổ cho mấy anh em đi biển ha. Đó, giờ anh áo trắng ở ngoài sau, hiện tại giờ chắc anh đang cắt hành nấu mì hay gì quá. Mà anh đi quen thì mà anh vẫn còn tâm trạng để ăn các bạn, chứ nếu mình thì nói chung là thua. Rồi những con sóng mà những cơn gió chuyên nghiệp và những con sóng có đào tạo thì gặp mấy anh tài công là phải nói là già dặn kinh nghiệm, thì ảnh nói chung là không sợ nha các bạn. Anh nói mày tầm thường nó bây giờ anh đi kìa. Ôi ôi, quá wow. Như cái con lật đật vậy các bạn ơi, không còn gì để mà nói ha. Đó, thì anh em nào mà có đi đi đâu đó, đi ra ngoài biển thì
coi cái video này thì mình cập nhật cái thông tin để mà mình biết đi cái lịch trình cho nó an toàn nha các bạn, những anh em mà ghe cẩm. Trời ơi, ủa nó bổ lượng nào lượng nấy, phải nói nó sạc nước qua hai bên có 5 mét các bạn. Coi cái chiếc này phải nói là còn hơn phim hành động của Mỹ nữa đó. Anh nói mà anh chạy là phải nói là đau đầu nhất chiếc xe lan cẩm đi im gu à. Nè, lượng nào lượng nấy, giống như là ảnh chạy vô sóng để cho mình quay phim như các bạn. Trời ơi, quá xa rồi, anh chạy xa dữ lắm rồi. Đó. Trời ơi, các bạn coi kìa. Rồi, bơm nước luôn rồi. Bây giờ lại bơm nước luôn ha. Đây, cho người xem tiếp tục đây. Thì hồi nãy là nước nó vô trong cái phần ống đen của mình mới vừa chùi xong các bạn. Rồi. Nói chung là giờ này á, là người ta ăn ngon ngủ yên, mà nói chung là ảnh phải đi như thế này để các bạn. Rồi quá sống rồi. Chứ cái màn hình của mình nó quá lắc rồi các bạn. Tại vì gió á, mình kìm muốn không nổi luôn. Mọi người xem thông cảm cho mình một tí xíu ha. Nó chạy dưới một cái nữa là mình chạy từ ở bên kia đi qua tới bên đây thì nói chung là nó cũng lâu quá các bạn, tay chân của mình giờ nó cũng tê hết trơn rồi, ngồi là phải nói là muốn bị bệnh chảy luôn vậy. Nó để mà đến đây để quay những cái hình ảnh mà thực tế nhất để gỡ đến cho anh em xem. Trời ơi má ơi, quá khủng khiếp cái chiếc này, không biết anh chạy tới Phú Quốc không nữa, tại sao mà thấy nó nguy hiểm quá các bạn. Đây nè, bây giờ để máy trực tiếp như thế này luôn cho mọi người xem này. Đó kìa, nó quýnh kìa mẹ ơi. Cái chiếc này chạy phải nói là đau thương thì chứ. Cái chiếc xà lan chạy im gu luôn các bạn. Mà sao anh đi, chắc mình nghĩ là cái chiếc này là do là cái thứ nhất là nó nổi nè các bạn. Nó nổi là nó nhẹ ha. Rồi cộng thêm một cái nữa là nó hiu á, gió thổi mạnh á. Đó, còn cái chiếc xà lan thì nó dài đòn, với thêm cái nó khẩm, nó nặng xác thì sóng quýnh liêu ghiêu không sao. Còn anh này gặp sóng nhỏ nhỏ là chịu không nổi nè. Quá khủng khiếp rồi. Nãy giờ mình không biết là mấy ảnh có ăn mì được chưa nữa, hay là cái tô mì đổ, hay là cái nồi nước sôi nó đổ luôn rồi. Rồi trời, nó mổ kìa. Đưa cái mỏ lên tới trên cái cung đình ở trên chảnh á. Như gà gặp lúa rồi các bạn ơi. Quá xa rồi, ha. Ok. Đó, mỹ dạng ngoài kia rồi các bạn. Sóng này là sóng lớn thiệt nha các bạn, chứ không phải là bình thường đâu. Thì anh em nó trời ơi. Lâu đâu đổi đẩy cơn cái trời ơi. Mấy chiếc này á, thì đa số là mấy anh em là người ta lắp keo hết trơn rồi. Đa số mấy anh em nào mà đi biển á thì người ta đã lắp keo hết trơn các bạn. Chứ nếu mà không lắp keo thì mình nghĩ là đi ngoài này sóng quýnh chừng dài lượng như thế đó là hở be hết trơn ha. Hở be với cộng thêm một cái nữa là hở đường hèm hết trơn luôn các bạn. Là không thể nào mà chạy được đâu. Bởi vì là ở bên vùng biển á, là đa số là ghe á, tất cả các thứ là người ta lắp keo cơm xít chân. Còn trên dùng nước ngọt ở trên mình á, trên đồng bằng sông Cửu Long thì ít lắm. Trên chảnh đa số là người ta để nguyên thủy để mà người ta thay dầu, người ta bảo quản các bạn. Còn dưới nước mặn thì phải lắp keo, chứ nếu không thì chịu không nổi nha các bạn. Quá sai. Chắc mình nghĩ là anh đi cũng an toàn các bạn ạ. Thì cũng cầu mong là anh đi được an toàn ha. Tới bến nữa nó được suôn sẻ các bạn. Nên với cái thời tiết sóng gió như thế này, nếu mà không có chuyện gì gấp hoặc là không có kiểu như là cái gì đó thì anh không đi đâu ha. Chắc mình nghĩ là cũng vì miếng cơm manh áo rồi các bạn. Rồi nó lượn kìa. Đây bây giờ thì cho mọi người xem cái chiếc xà lan này ha. Đó, bây giờ rồi, xà lan nó ra tới ngoài đó các bạn. Thì bây giờ thì xà lan cũng đang gặp sóng luôn rồi. Tại vì chiếc này thì cũng giống như là mình nói là chiếc này chở rất là khẩm ha. Đó, các bạn coi kìa. Quá khủng khiếp, sóng quýnh phải nói là giống như là tóc bạc luôn các bạn. Quá khó cho mấy anh em xà lan khi mà đi ở dưới cái tình hình giờ thời tiết như thế này nha. Thì cũng cầu mong là mấy anh em luôn được bình an để mà đi đến tới Phú Quốc an toàn các bạn.
Lượng sóng thì phải nói thì nó quýnh, nó ngập tràn vào đây luôn các bạn ơi. Đây thì xa dữ trời lắm rồi. Đó thì anh xà lan này anh chạy, cái kinh nghiệm của anh là rất là dày đặc, anh chạy sóng rất là tốt các bạn. Đó, chứ không giống như là canh ghe hồi nãy ha. Canh ghe hồi nãy giống như là mình gặp là anh sóng là anh ủi vô không à. Còn anh xà lan này đi sao mà mình thấy rất là ok này. Quá gió các bạn ơi, thì bây giờ là cái cấp độ gió đó đã tăng lên hả. Hiện tại bây giờ thì gió thổi là tầm khoảng hai mấy ba cây 30 cây số trên giờ luôn các bạn. Đó quá dữ dằn. Đây còn cái chiếc ghe ở ngoài kia đây các bạn, thì mình nghĩ là anh này anh chạy sóng ngược hay sao các bạn ơi, quá khủng khiếp rồi. Đó, ở xa dữ lắm rồi nhưng mà cái lượng sóng mà mổ ảnh kìa, chắc mình nghĩ là ảnh phải bắt buộc chạy ở dưới, kiểu như là chạy ở đầu ngọn sóng đó các bạn, không thể chẻ được ha, tại vì nếu mà chẻ lại là lệch hướng hay sao á, quá mổ đằng kia rồi các bạn ơi. Thì anh này thì ảnh đi ngược chiều với lộn nó, ảnh đi tẻ hướng trên kia ha, cũng giống như là ở trong miệng dàm đi ra, nhưng mà một anh tẻ không hướng, anh đi về phía bên tay phải, giờ anh đi về bên phía tay trái các bạn. Là xà lan và ghe hai chiếc. Trời ơi, mình thấy là thấy là gung tay giùm ảnh luôn đó các bạn. Đây còn bên đây là cái chiếc xà lan bên đây các bạn. À, bây giờ thì ảnh chạy sóng ngang nè các bạn. Bây giờ là phải nói là đúng là bây giờ là mới là thử thách cho anh xà lan đây. Quá khẩm cái chiếc này, chở phải nói là đúng khẩm luôn nha các bạn. Nhưng mà được có cái là ảnh gàn bạc cái là kín đáo. Thì cho dù là sóng nó có quấn tràn lên cho cái hầm hàng đi nữa thì nó cũng sẽ đỡ, là nó không có bị nước vô tàu ha các bạn. Nó bởi vì khi mà đi ra xa đi ra biển đó, thì mấy anh em nên kiểu như là làm cái hầm hàng của mình là mình gàn bạc đi kia nọ cho nó ok các bạn. Rồi rồi má ơi, mới đẩy mấy đồ này này xa dữ lắm rồi. Thì hồi nãy trong bờ đi ra thì các bạn coi á, sóng nó chỉ là bình thường thôi, nhưng bây giờ thì không còn gì để nói nữa các bạn. Hai chiếc luôn rồi, chiếc ghe biển là kia nó kìa, chiếc ghe biển quýnh nghiêng nghiêng luôn kìa các bạn. Ghe biển cũng đang chạy sóng ngang ha, thì này anh chạy là tầm khoảng là 73 để mà chạy sóng các bạn, chứ nếu mà chạy ngang luôn là chạy không nổi, chạy ngang luôn nó quýnh ngang không chịu nổi đâu. Chiếc cái biển này sao nó nghiêng bên đây dữ ta, nghiêng còn thấy cái cabin không các bạn ơi. Trời ơi quá gió rồi. Bây giờ cái cấp độ gió là nó tăng hơn là cái lúc mà mình đợi, là nó tầm khoảng là 30% nữa các bạn. Cái kìa chiếc ghe biển kìa. Biển này sao dầm nguy hiểm dưới ta, nó quýnh mà sao mà nó nghiêng qua bên đây không kìa các bạn. Hiện tại thì cái chiếc ghe biển đang cùng mình chạy vô trong bờ ha, hy vọng là anh sẽ an toàn. Theo rồi cái chiếc lan đâu ta, đây chiếc lan thì ở bên đây. Bây giờ thì nói chung là có 3 phương tiện ở trên biển dầm rất là nguy hiểm các bạn. Nói chứ nào chứ nấy là phải nói là bây giờ cái tay mình rung mà cái camera nó rung luôn rồi kìa. Mới đoạn lượng kìa, quá thầm rồi, cái chiếc này quá thầm rồi các bạn ơi. Bây giờ thường thường là bác kia còn chạy là anh chở cũng nổi lắm mà, cho mình thấy anh này anh chở lên tới con lương luôn á. Giờ hồi nãy phải nói là căng não thật sự luôn các bạn. Mà đi dưới thời tiết này mình không biết là anh có biết là hôm nay là trong gió mạnh hay không nữa. Nói nhưng mà bây giờ để đi, trời ơi hồi nãy là mất tiêu cái mũi luôn các bạn. Cái lượng sóng vừa rồi đó nữa kìa. Thôi không còn từ nào để diễn tả các bạn ơi. Mình không biết là ảnh có là coi được dự báo thời tiết hay không nữa. Tại vì là thông tin thì nghe là gió có gió đó các bạn, thì ở trên báo Kiên Giang có đưa tin. Nhưng
mà bão thì chưa giống như là chưa chắc chắn là bão các bạn. Cái này mình nghĩ là chắc gió mùa tây nam quá. Bây giờ đến chiếc ghe rồi, đây chiếc ghe, cái biển đang chạy vô đây. Thì bây giờ thì mình thấy như là chiếc ghe biển đang chạy xuôi sóng thì nó cũng đỡ được một phần nào nè các bạn. Đó. Rồi, bên đây thì chiếc cao tốc nữa các bạn ơi. Chiếc cao tốc này ở ngoài Hòn Heo đi vô hay gì đây. Đang chở khách đi vô ha. Má ơi, thời tiết này mà ai đi du lịch nữa mình nói chung là mình lời thôi. Thời tiết này mà ai đi du lịch thì nói chung là mình cũng thua luôn ha. Cấp cho mấy anh đó là cái bằng cái khen là người là can đảm thứ năm. Đây bây giờ quay lại chiếc lan cho mọi người xem đây. Chiếc này giờ nguy hiểm dữ lắm rồi các bạn. Ra ngoài bây giờ là bất ngờ, kiểu giống như là hồi nãy anh đi á, hồi nãy là lúc mà anh vừa xuất phát đi á là mình thấy anh đứng nhìn rồi, kiểu giống như là anh đã đi ra ngoài cửa sổ anh nhìn giống như là anh chần chừ, anh không muốn đi vậy các bạn đó. Nhưng mà mới đầu thì ở đầu video thì mọi người cũng có xem đó là ở ngoài đầu video là nó không có gió, là gió rất là nhẹ nhàng đó. Nhưng mà sao mà anh vừa đi ra tới ngoài này thì hiện tại bây giờ là sóng gió đang rất là dữ dội ha. Chung là không biết làm sao nữa các bạn. Hồi nãy là mình thấy mấy lượng là nó ngặt mũi luôn đó các bạn ơi. Bây giờ thì nói chung anh chạy nhưng mà rất là xa rồi. Mình vẫn cố gắng để mà quay cho mọi người xem, để mà cho mọi người theo dõi được cái chiếc xe lan này ha, cho mọi người yên tâm hơn. Đây tới công chuyện luôn các bạn ơi. Hình như là ở đây là một cái chiếc lò Honda ha. Rồi rồi. Đó. Xà lan thì không nổi mà anh này nó xuống đò mình làm sao. Này phải nói là những anh hùng can đảm nhất năm. Rồi rồi. Rồi cái năng lạc cái máy ra ngoài được quá. Đó kìa, nóng quấn lên nữa kìa. Bây giờ là càng ngày càng mạnh nè ha các bạn. Ồ, muốn bắt tiêu luôn. Rồi bắt tiêu cái vỏ luôn. Nó chạy sóc ngang nha các bạn. Ở ngoài sau thì nói đuôi là chiếc ghe biển ở đây. Quá dữ dằn. Chiếc ghe biển này nhỏ nhỏ này là đi ra ngoài khơi nó còn nguy hiểm dữ trời nè các bạn. Hiện tại thì ở trong mé thì nó đỡ đỡ đó, giống như chiếc xà lan hồi nãy á, đi ra ngoài kia mới kinh khủng khiếp. Đây cho người xem ông chú này, ông chạy đò đây. Trời ơi, sóng quýnh 10 phần vô nước hết 3 phần rồi các bạn. Nó đường lượng kìa, cũng lên bờ xuống ruộng vậy. Nhưng mà ông chú này chạy rất là tỉnh queo và tỉnh bơ ha. Ông nói với mấy con sóng đó, ơi mày chưa đủ đơn cấp. Lão bá đây biết bao nhiêu kinh nghiệm trên năm tình trường các bạn. Đó. Mặt đời cho sóng nó trôi dạt đi đâu về đâu luôn đó các bạn. Đây bây giờ thì quay lại tình hình cái chiếc xà lan cho mọi người xem đây ha. Ảnh hiện tại vẫn đang chạy các bạn ơi, nhưng mà rất là mờ rồi. Tại vì cái khoảng cách của ảnh với mình bây giờ là càng ngày càng xa hơn rồi các bạn. Không biết là có ổn áp không nữa. Nói chung là thấy anh chạy được an toàn như thế này thì mình cũng đỡ lo rồi các bạn, cũng mừng được một phần nào rồi. Bây giờ thì cho mọi người xem cái chiếc ghe cá đâu rồi ta. Đây, anh ghe cá. Bây giờ thì tới anh ghe cá nhảy nha. Đó, anh em nào đi ra đây thì nói chung là cũng phải nhảy thôi. Đây là nỗi ám ảnh mà phải nói là đối với ngư dân nữa các bạn. Thời tiết này mà đi du lịch trời ơi. Tới công chuyện thì chứ. Đây, chuẩn bị bổ sóng nè các bạn đó, mình thấy mấy cái lượng bự bự vô kìa. Tờ gờ đó. Tại vì khi mà đi ra ngoài này á, đa số là mấy anh chạy chậm.
chạy chậm rồi anh cho nó chạy sóng nhẹ 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 vậy các bạn, chứ nếu mà mình chạy nhanh á thì sóng nó còn dữ dằn nữa. Ôi 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 ngựa sảy các bạn ơi, đó đưa lên đưa xuống kìa. Mình cũng nghe nói là mấy anh ngư dân chia sẻ lại là khi mà trời sóng gió như thế này thì tôm ghẻ rất là nhiều các bạn. Bởi vì là mấy ảnh bắt chấp thời tiết để mà đi ra ngoài khơi ha. Quá gian nan, không còn gì để mà gian khó các bạn. Đây bây giờ thì trở lại cái chiếc xà lan trên màn hình cho người xem đây ha. Mình thấy bây giờ là ngoài kia là cũng ổn áp các bạn, gió hiện tại bây giờ thì cũng đã giảm xuống một phần rồi. Chắc mình nghĩ là chắc ok mọi thứ hết trơn rồi ha. Mà anh đã an toàn các bạn. Bây giờ còn cái cuộc hành trình còn lại thì chắc có lẽ là mình và mọi người chắc không theo dõi cùng ảnh được ha. Quá trời nãy mới đẩy lên lượng sóng, nó mới vừa nói an toàn. Mới vừa nói an toàn mà đẩy lên lượng sóng nó bay cả chục mét ở trên thì các bạn ơi. Quá khủng khiếp. Này không biết là mấy anh em nào mà thích đam mê mà đi du lịch mà đi ở giờ thời tiết này thì sao ta, căng dữ lắm nha các bạn. Rồi thì thôi, thì có lẽ là cái video của mình cũng xin tạm dừng tại đây ha, tại vì anh xà lan với anh ghe kia thì nói chung cũng an toàn rồi, còn anh ghe biển này thì khỏi nói rồi các bạn. Sóng này thì nói chung là chưa có đẳng cấp với anh. Rồi thì hẹn các bạn ở clip sau nha, xin chào và tạm biệt.